Hello mọi người, hôm nay mình sẽ làm hộp Oreo và bánh Oreo nha. Hộp thì mình có hai loại màu sắc và mùi vị khác nhau. Đầu tiên là mình gấp hộp sô-cô-la. Cũng như các bao bì khác thì cái này sẽ cắt và gấp theo cái đường gấp, sau đó chỉ dán lại thôi. Còn đây là mình sang vị sữa rồi, cũng như hộp kia. Gấp dán rất là đơn giản luôn. Và cũng xong rồi đây, các hộp Oreo nha. Bây giờ là đến nặn bánh. Bánh thì mình làm cái form sẵn, sau đó đổ khuôn bằng silicone. Như thế thì làm hàng loạt nó sẽ nhanh và đẹp hơn. Khi làm vỏ xong mình có mang đi nung, sau đó mình cho nhân vào giữa và ấn lại thì nó không bị biến dạng cái vỏ ấy. Mình nung lại lần nữa là xong thành quả rồi đây. Và xong rồi đây, cảm ơn mọi người đã xem video.